Rồi, em Phú Tâm Đức xin chào tất cả anh chị nha. Hôm nay em lên cho anh chị mấy cái mẫu video xe gấp. Đấy. Thì hiện tại trong kho thấy xe gấp còn quá trời các anh chị ạ. Anh chị nào mà đang cần một chiếc xe gấp để mình chạy, mình đoạn đường ngắn đi chợ chẳng hạn, rồi là đi chơi du lịch mà kiếm chiếc xe gấp để ở trong cốp xe ấy, thì mình đi đâu cũng rất là dễ dàng anh chị nhá, đi đâu cũng rất là dễ dàng. Giá nó rất là dễ chịu anh chị ạ. Ví dụ như ở đây nè, từ 2.690.000 cho tới gì ạ? Cho tới 3.340.000 như những cái chiếc như này. Đấy. Rồi có tới là 5.490.000 những cái chiếc Phoenix này các anh chị nhé. Thì ở đây á, xe rất là nhiều màu, nhưng mà em lôi ra 3-4 con này để hết trước cửa review cho anh chị là một số màu thôi anh chị nhé, còn nhiều màu trong kho lắm. Ví dụ như anh chị cần cái màu nào là có màu đấy anh chị ạ. Đó. Rồi đây là những cái chiếc xe, từ những chiếc xe đơn giản, ví dụ như là như con này đi, con này 2690 thì bánh nó là bánh 16 in à, bánh nó bánh 16 in và một đĩa 1 lít, ví dụ thế anh chị nhé, một đĩa 1 lít đây đó. Rồi con này chẳng hạn, con này cũng là một đĩa 1 lít mà cái đồ nó làm tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn chẳng hạn, thì đắt hơn một tí. Rồi đó, thì cái bánh này anh à, chị nhìn cái bánh là thấy hàng nó rất là chất lượng ha, bánh này rất là cứng đó, bánh rất là cứng đây nè, bánh rất là cứng đấy. Thì con này ví dụ như con này là 3.340.000 đó anh chị nhá. Rồi đây là cái tay của nó đó. Thì bánh này là bánh 16 in đấy, anh chị đi cái chiều cao nào cũng được nha, tại vì cái yên, anh chị nhìn cái yên này, cái yên rất là cao đó, mà cái tay lái cũng rất là cao. Như nhiều lúc em tới, em đứng ở đây này, đó em đứng ở đây, đây là thân lưng quần em này, em đứng ở đây nó ngang cái yên rồi đó, là đi như em 1m68 em đi vẫn vừa mà đó. Thì cái này là đi đường ngắn thôi, đi khoảng tầm các 1-2 km, ví dụ mình đi chợ gần nhà chẳng hạn, ví dụ như đi gần mà xách cái xe máy ra đi thì cũng hơi vất vả đúng không, lấy cái xe này đi nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, mà gấp gọn lại thì bỏ cũng rất là gọn trong nhà, hoặc là để trong xe hơi. Mình đi xa mà mình gửi xe rồi mình để ở trong khách sạn á, mình đi cái xe này ra ngoài quảng trường hoặc trung tâm mình chơi thì rất là tiện lợi đúng không ạ, còn đi bộ thì rất là mệt đấy. Thì đủ tất cả các phân khúc giá, thì anh chị cần cái nào là có cái đấy anh chị nha. Đó, anh chị cần nào có cái đấy. Rồi em Phú giới thiệu sơ bộ như thế thôi, anh chị nào cần cái xe nào thì alo với em. À quên, con này em chưa giới thiệu đúng không ạ, con này là con Phoenix F160 bánh 16 in đấy, có đĩa và lip rất là nhiều ở với con này, đĩa và lip rất là nhiều này. Đó, đây là có đĩa có lip, nhiều đĩa nhiều lip. Thì con này 5.490.000 đấy anh chị nhé. Đó, anh chị coi thử nha, con nào hợp thì mình xúc thôi ạ. Rồi, xin chào tất cả các anh chị nha, em Phú xin chào ạ.